Tiền Giang, người đàn ông bị thiêu thiệt mạng trong tư thế ngồi. Truy nã thành viên băng cướp kéo lê cô gái ở thành phố Hồ Chí Minh. Bắt khẩn cấp cả đàn ông chuyên bẫy tình phụ nữ có chồng vùng nông thôn. 90 lao động ở thành phố Hồ Chí Minh muốn đi Nhật bị lừa hơn 7 tỷ đồng. Băng nhóm tệ nạn gây ra hàng loạt vụ trộm liên quận. Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Dân Việt. Được định vị là một kênh tin tức về an sinh xã hội, cập nhật những tin tức thời sự mới nhất 24/7. Dân Việt tự tin gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất về chính trị, kinh tế, xã hội, giải trí. Thưa quý vị, một vụ tai nạn liên hoàn giữa ba xe mô tô xảy ra ở Quảng Nam đã khiến 3 người tử vong. Vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra làm rõ. Vừa qua, công an thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam xác nhận đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 người tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10, tại km 8 400 tuyến đường DT605, đoạn qua thôn Thái Cẩm xã Điện Tiến thị xã Điện Bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 3 mô tô Thời điểm này mô tô 92 giờ 183761 do em Trần Văn Hoàng Long 14 tuổi ngụ phường Điện An thị xã Điện Bàn điều khiển cho em Nguyễn Thị Minh Trang 15 tuổi ngụ xã Điện Hồng thị xã Điện Bàn theo hướng từ xã Điện Tiến đi thành phố Đà Nẵng. Cùng lúc ông Hồ Tấn Nở 54 tuổi ngụ xã Đại An huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam điều khiển xe mô tô 92E1 53827 chạy cùng chiều. Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Minh Nghĩa, 28 tuổi, ngụ xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, chở bà Phan Thị Tám, 53 tuổi, ngụ xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, trên mô tô 92F116014, bất ngờ xảy ra va chạm với hai xe kể trên. Vụ tai nạn liên hoàn khiến ông Hồ tấn nở và em Nguyễn Thị Minh Trang chết tại chỗ. Em Long chết tại bệnh viện, ba xe máy bị hư hỏng nặng. Nhận tin báo, công an thị xã Điện Bàn tiếp cận hiện trường, điều tiết giao thông và thu thập thông tin điều tra nguyên nhân vụ việc. Một nhân viên công ty xây dựng ở Vĩnh Long phát hiện mùi hôi thối ở bãi tập kết ống cống, sau khi kiểm tra, nhân viên này đã phát hiện thi thể nam giới đang trong giai đoạn phân hủy. Ngày 28 tháng 10, công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra và xác định nhân thân của thi thể nam giới được người dân phát hiện trong ống cống ở xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 27 tháng 10, nhân viên của công ty xây dựng ở ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức kiểm tra các ống cống đã phát hiện mùi hôi nồng nặc. Người này đến gần kiểm tra thì phát hiện mùi hôi bốc ra từ ống cống, nghi bên trong có thi thể nên báo cho công ty. Cảnh sát đã đến hiện trường khám nghiệm xác định thi thể là nam giới và đang trong giai đoạn phân hủy. Công an tỉnh Tiền Giang đã điều tra nguyên nhân một người đàn ông bị thiêu cháy tại thị xã Gò Công. Theo ghi nhận của người có mặt tại hiện trường, Người đàn ông này đã thiệt mạng nhưng vẫn giữ tư thế ngồi. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ ngày 26 tháng 10, bà Tờ L. sinh năm 1964, ngụ xã Long Hòa, thị xã Gò Công, phát hiện chồng Long N. T. N. sinh năm 1958 chết cháy trong tư thế ngồi trong chiếc thau bằng nhôm. Sau đó, gia đình bà L. trình báo cơ quan công an. Nhận tin báo, công an thị xã Gò Công đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, ông N bị nứt sọ, lúng xương sọ, thái dương bên trái, tụ máu ngoài màng cứng. Theo nhận định, nguyên nhân cái chết của ông N là do tác động của ngoại lực. Vụ việc được chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra đã phát lệnh truy nã. Ai cũng có quyền bắt, áp giải Huỳnh Ngọc Nhẫn, 27 tuổi, ngụ quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, đến cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân gần nhất sau khi đối tượng này thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Ngày 28 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã Huỳnh Ngọc Nhẫn về tội cướp giật tài sản. Theo cảnh sát, Nhẫn là thành viên trong băng cướp gây ra vụ giật túi sách làm cô gái bị kéo lê trên đường vào 2 năm trước. Ngày 8 tháng 11 năm 2019, Nguyễn Thanh Lộc 30 tuổi rủ Huỳnh Ngọc Nhẫn và Huỳnh Anh Tú Nhẫn đi cướp giật tài sản. Đến trước nhà hàng trên đường Nam Quốc Cang ở quận 1, Lộc giật chiếc túi sách của một phụ nữ cú giật mạnh làm nạn nhân ngã xuống đường và bị kéo lê một đoạn. Thấy túi sách không đứt, nhóm cướp bỏ lại tài sản và tẩu thoát. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Lộc là nghi phạm trực tiếp giật túi sách nên ra quyết định truy nã. Đến ngày 13 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ Lộc. Từ lời khai của người này, cảnh sát truy tìm Tú và Nhẫn. Khoảng 2 tháng sau, Tú bị cảnh sát bắt giữ, riêng Nhẫn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nhà chức trách thông báo ai cũng có quyền bắt và áp giải những đến cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất và thông báo cho công an quận 1 qua số điện thoại 0693 187 908. Một băng nhóm tệ nạn nghiện ma túy đã bị bắt sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm liên quận tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian dài nằm nhà vì giãn cách, băng này đã bung ra hoạt động liên tục trên địa bàn nhiều quận huyện. Đại tá Phạm Xuân Thao, trưởng công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam năm đối tượng để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cuộc sống bình thường mới, nhóm này đã gây ra hàng loạt vụ trộm, chủ yếu là xe máy trên địa bàn các quận 5, 6, 8 và quận 11. Các đối tượng trên gồm Lý Gia Huy, tự chảy sinh năm 1990, Huỳnh Quyền Huy, tự đỏ sinh năm 1995, Vũ Ngọc Anh sinh năm 1992, cùng ngụ quận 5, Nguyễn Minh Hiếu sinh năm 1986, ngụ quận 12 và Đặng Duy Quyền sinh năm 1998. Ngoài nghiện ma túy, chúng đều có tiền án về các tội trộm cắp, cướp giật tài sản. Công an quận 11 đã khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ nhiều bộ đồ nghề, bẻ khóa xe máy, ma túy thu hồi được 7 phương tiện mà chúng đã trộm cắp được. Chiều 26 tháng 9, anh Đờ Vờ Hờ, sinh năm 1993, ngụ Bình Tân dựng xe máy trước số nhà 61 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11, thì bị hai đối tượng bẻ khóa trộm rồi tháo chạy về hướng đường 3 tháng 2. Ngày 5 tháng 10, tổ tuần tra thuộc phường 5, quận 11 phát hiện hai đối tượng khả nghi có vóc dáng tương tự với hai đối tượng mà công an quận 11 truy tìm nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Cả hai bỏ xe tháo chạy. Ngày 21 tháng 10, hai thanh niên có hình dáng tương tự lai vãng tại một công trình xây dựng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, dùng đoạn bẻ khóa chiếc xe của một người phụ nữ. Ngày 23 tháng 10, cũng hai đối tượng này trộm chiếc xe tay ga trên đường Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6. Các vụ trộm đều trót lọt. Hình ảnh nhận dạng của các đối tượng cũng bắt đầu rõ nét hơn. Ngày 25 tháng 10, Công an quận Tân Bình tuần tra phát hiện Nguyễn Minh Hiếu và Lý Gia Huy điều khiển xe máy trên đường có biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, Công an quận Tân Bình phát hiện đúng là hai đối tượng đang bị truy tìm nên bàn giao cho Công an quận 11 xử lý. Tại cơ quan điều tra, Cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và khai luôn các đồng phạm cùng thực hiện gây án, tiêu thụ tài sản trộm cắp. Công an quận 11 tổ chức truy xét và bắt thêm 3 đối tượng. Các đối tượng khai sau khi trộm được tài sản chúng đem bán chia nhau mua ma túy sử dụng. 90 lao động ở thành phố Hồ Chí Minh đã bị hai đối tượng lừa sang Nhật với số tiền thỏa thuận lên đến 7 tỷ đồng. Sau khi các lao động nộp đủ số tiền 5,6 tỷ đồng, 111.100 USD, hai kẻ lừa đảo không đưa họ đi làm việc ở Nhật như cam kết. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tuyển lao động đi làm việc tại Nhật Bản. Theo điều tra, Nguyễn Việt Vương là trưởng văn phòng đại diện miền Nam Công ty Cổ phần Atlantic THB, địa chỉ tại thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi. Lương Công Quảng là giám đốc trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản cơ sở 2 tại thành phố Thủ Đức, thuộc công ty cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại Vietcom, trụ sở tại quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội. Công an xác định, trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản cơ sở 2 được thành lập với ngành nghề là tuyển chọn, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc nước ngoài, tư vấn cho học sinh, sinh viên có nhu cầu đi du học ở nước ngoài. Theo đó, từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015, Quảng và Vương đã tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng mở lớp đào tạo tiếng Nhật cho hơn 90 người lao động và thu của họ hơn 5,6 tỷ đồng, 111.100 USD. Tuy nhiên, sau khi nộp đủ tiền, các lao động không được Quảng và Vương đưa đi làm việc ở Nhật như thả thuận. Một đối tượng tên Hoa Văn Thám, 35 tuổi, đã lên mạng xã hội làm quen và bấy tình nhiều người phụ nữ nông thôn đã có gia đình. Sau đó, Thám quay lại video để uy hiếp, yêu cầu phải đưa cho Thám 10-20 triệu đồng. Công an huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình mới thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoa Văn Thám, sinh năm 1986. Trú xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn về hành vi cưỡng đoạt tài sản, tăng vật là một điện thoại di động, một xe máy và gần 30 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Thám khai không có công việc ổn định để có tiền tiêu xài. Thám vào mạng Zalo tìm kiếm làm quen và bày tỏ yêu đương với những người phụ nữ đã có gia đình. Khi chiếm được lòng tin và tình cảm của những người phụ nữ trên, Thám dùng điện thoại quay video để uy hiếp, yêu cầu họ phải đưa cho Thám 10 đến 20 triệu đồng. Nếu không, Thám sẽ gửi video đó cho người thân của họ. Thám đã dùng thủ đoạn này đe dọa chị Nguyễn Thị Hờ, huyện Nghĩa Hân, tỉnh Nam Định, đòi nạn nhân chuyển cho Thám 20 triệu đồng vụ việc tiếp tục được công an huyện Yên Khánh điều tra xử lý. Mới đây, công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã quyết định xử phạt đối với chị CTX, 36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long vì chia sẻ thông tin kích động bạo lực trên mạng. Theo đó, Công an huyện Phước Long triển khai quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu xử phạt hành chính đối với cơ tờ sờ, số tiền 7,5 triệu đồng. Lý do cơ tờ sờ bị xử phạt vì đã có hành vi cung cấp chia sẻ thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội Facebook. Trước đó, cờ tờ Sờ đọc một bài báo thông tin về việc hai cán bộ chiến sĩ công an huyện Phước Long bị một đối tượng đâm gây thương tích xảy ra tại khu cách ly tập trung ở xã Phong Thành Tây A, huyện Phước Long vào ngày 17 tháng 10. Sau đó, sơ đã chia sẻ lại thông tin này trên trang Facebook cá nhân kèm theo nội dung đông tin với hành vi chống người thi hành công vụ, kích động bạo lực. Thông tin ngay sau đó được lan truyền trên mạng xã hội với tính tiêu cực. Công an huyện Phước Long đã điều tra và xác định chủ trang Facebook là cờ tờ sờ nên mời làm việc, buộc sờ gỡ nội dung bình luận thông tin trên trang Facebook cá nhân. Nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, sờ đã đính chính lại thông tin đã chia sẻ. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.